Sao Hoàng Nhà Đầu Địa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2021. Em lên sóng một chiếc máy bùa cho các bác dùng trong những cái ngày khô, dùng phòng điều hòa, dùng phòng sưởi. Dù khi các bác dùng sưởi thì phòng sẽ rất khô nhé, độ ẩm xuống thấp làm cho da tay nó nứt nẻ, nó rất là khó chịu. Thì các bác bùa dùng cái máy bùa của Nhật này. Cái cơ chế buồm của cái máy Nhật này thì các bác nhìn thấy nó đang chạy, các bác sẽ không nhìn thấy cái luồng không khí nó như những cái con phun sương khác bình thường, mà nó sẽ đi theo hơi ẩm, sẽ được đi theo các cái luồng không khí ở trên này khuếch tán đều ra phòng, khuếch tán đều theo luồng không khí ở đây các bác nhé, chứ không phải dạng phun sương. Đây là dạng buồm mịn, siêu mịn, của chỉ có hàng Nhật mới có như vậy thôi ạ. Còn các bác dùng các cái hàng Trung Quốc này nọ thì nó chỉ là những cái con phun độ ẩm, cái hạt rất là to, thì cái hiệu quả nó không cao mà gây ra ẩm ướt. Đây nó bùa ẩm trực tiếp thổi bằng luồng không khí này. Máy có ion khử khuẩn này, có nhé. Có nhiều bốn chế độ lọc, bốn chế độ bùa ẩm. Cái này bắt đầu điện 220V rồi. Dùng siêu tiết kiệm điện nhé, một giờ hết chỉ có 20W điện thôi. Đấy. Máy này em bán là 4 triệu, xin lỗi các bác, bán là 900.000. Giá 900.000 nhé, giá đấu đổi điện, chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé, dùng rất thích cho phòng điều hòa. Ở đây nó là bình nước này, đấy, khi các bác thêm nước thì các bác cũng cho nước vào đây. Bình nước này nó chắc được tầm khoảng xấp xỉ 3 lít, hàng Nhật, 900.000 các bác nhé, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé, chào các bác.